chung của phố Wall, chỉ số VN-Index đã chinh phục lại mốc 1.000 điểm sau hơn một năm. Cùng với đó, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục chứng kiến đà đi lên. Thị trường M&A Việt Nam được dự báo sẽ hồi phục theo mô hình chữ V trong 2 năm tới, đạt mức gần 5-7 tỷ đô la Mỹ. Sẽ phải thoát khỏi cái gánh nặng tài chính bằng cách là gì? Phải bán mình cho một bên khác. Sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, thế nhưng nhiều triệu phú Mỹ lại đang muốn sở hữu một tấm hộ chiếu các quốc gia khác. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin tài chính kinh doanh trưa. Trên thị trường hàng hóa, nhóm mặt hàng năng lượng có mức tăng mạnh nhất trong ngày hôm qua, với giá dầu WTI tăng 4,3% lên 44,91 đô la Mỹ một thùng và giá dầu Brent tăng 4% lên mức 47,91 đô la Mỹ một thùng. Đây đều là các mức giá cao nhất kể từ tháng 3 năm nay sau khi thị trường liên tiếp đón nhận các thông tin hỗ trợ giá như là các loại vaccine COVID-19 liên tục được công bố hay vụ tấn công vào nhà máy Saudi Aramco gây ra lo ngại ảnh hưởng tới nguồn cung. Trong số 4 nhóm mặt hàng đang được giao dịch tại MXV, chỉ số MXV Index công nghiệp là chỉ số duy nhất giảm điểm trong ngày hôm qua, với mức giảm 0,6%, xuống còn 1.463,33 điểm. Giá đường thô trên sàn ICE đóng cửa giảm 0,7%, xuống còn 331,57 đô la Mỹ một tấn. Dù vậy, thì thị trường vẫn có một số thông tin được đánh giá là tích cực hơn đối với ngành đường từ Brazil và Thái Lan. Giá đường thế giới liên tục giảm kể từ tuần trước tới nay. Nguyên nhân chính là do thông tin từ Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ dự báo tăng nguồn cung tại Ấn Độ, cũng là nước xuất khẩu đường lớn thứ ba trên thế giới. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang có những thông tin hỗ trợ giá cho thị trường đường, như là thời tiết không thuận lợi ở Brazil và Thái Lan. Giá đường thường sẽ có xu hướng với giá dầu thô, đặc biệt khi giá dầu thô đang tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng vừa qua. Vì thế, đà giảm của giá đường có thể chững lại trong thời gian này.